Sumat xin chào các bạn và chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình lại tiếp tục trả lời những câu hỏi mà các bạn đã gửi về cho mình qua chuyên mục hỏi đáp nhanh. Bài học toán hôm nay mà mình lựa chọn cho các bạn tiếp tục vẫn là một bài cực trị số phức. Tuy nhiên trong bài toán này thì mình sẽ sử dụng khá nhiều phương pháp để giải quyết bài toán, bao gồm là những phương pháp dùng bất đẳng thức, lượng giác hóa và cả phương pháp dùng hàm số. Nào, chúng ta bắt đầu với bài toán ngay sau đây nhé. Cho hai số phức Z1, Z2 thỏa Z1 cộng 2, Z2 bằng 4 cộng 3i và modulo của Z1 trừ Z2 bằng 2. Giá trị lớn nhất của biểu thức P bằng modulo Z1 cộng modulo Z2. Đáp án A là căn 33 phần 2, đáp án B là căn 23 phần 2, đáp án C là 2 và đáp án D là căn 9 phần 2. Đầu tiên các bạn để ý vào cái đẳng thức, chúng ta sẽ lấy modulo 2 vế lên. Khi đó ta sẽ có được là modulo của Z1 cộng 2Z2 thì bằng là modulo của 4 cộng 3i và bằng là 5. Chúng ta sẽ gọi số phức Z1 có dạng là X1 cộng Y1i, Z2 bằng X2 cộng Y2i. Như vậy chúng ta sẽ thay vào cái đẳng thức mới này. Đồng thời mình sẽ nhóm phần thực phần ảo lại với nhau và đi tính modulo luôn. Ta sẽ có được cái biểu thức tiếp tục bằng là X1 cộng 2X2 tất cả bình phương cộng cho Y1 cộng 2Y2 tất cả bình phương bằng 25. Tiếp tục chúng ta sẽ phá bình phương, đồng thời mình sẽ nhóm cái x1, y1, x2, y2 lại với nhau. Ta sẽ có được là x1 bình cộng y1 bình cộng 4 lần x2 bình cộng 4 lần y2 bình cộng 4 lần của x1, x2 cộng y1, y2 bằng 25. Mình đánh dấu đẳng thức này là đẳng thức 1. Tiếp đến thì dựa trên cái đẳng thức là modulo của Z1 trừ Z2 bằng 2. Chúng ta lại tiếp tục thế Z1 bằng x1 cộng y1i và Z2 bằng x2 cộng y2i vào cái đẳng thức này. Đồng thời thì chúng ta tính modulo và bình phương hai vế lên. Ta sẽ tương đương được cái đẳng thức mới như sau. X1 trừ X2 tất cả bình phương cộng cho Y1 trừ Y2 tất cả bình phương bằng 4. Tương tự chúng ta cũng sẽ phá bình phương ra và nhóm X1, Y1, X2, Y2 lại với nhau. Ta sẽ có được là X1 bình cộng Y1 bình cộng X2 bình cộng Y2 bình trừ cho 2 lần X1, X2 cộng Y1, Y2 bằng 4. Mình đánh dấu phương trình là phương trình thứ 2. Đến lúc này thì chúng ta sẽ quan sát vào cái phương trình 1 và phương trình 2. Mình sẽ cố gắng là sử dụng cái phương pháp cộng trừ đại số để làm sao cho mất được cái biểu thức x1, x2 cộng y1, y2. Để làm được điều này thì cũng khá là đơn giản. Bằng cách là ở phương trình 2, các bạn sẽ nhân hai vế cho 2. Để phương trình 2 xuất hiện trừ 4 nhân x1, x2 cộng y1, y2. Sau đó thì chúng ta sẽ cộng hai đẳng thức lại với nhau. Thì như vậy chúng ta sẽ làm mất được cái biểu thức x1, x2 cộng y1, y2. Ta sẽ có được là 3 lần x1 bình cộng y1 bình cộng cho 6 lần x2 bình cộng y2 bình bằng 33. Trong đó thì x1 bình cộng y1 bình thì đó chính là modulo của Z1 bình phương. Và x2 bình cộng y2 bình đó chính là modulo của số phức Z2 bình phương. Hay lúc này chúng ta sẽ tương đương về cái biểu thức modulo Z1, Z2 như sau. Modulo của Z1 bình phương cộng 2 lần modulo Z2 bình phương bằng 11. Đến đây thì chúng ta sẽ xét cái biểu thức P bằng là modulo Z1 cộng cho modulo Z2 và chúng ta sẽ cần tìm giá trị lớn nhất của cái biểu thức này dựa trên cái đẳng thức sao mà chúng ta vừa mới tìm được. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cho bạn một số cách như sau. Cách thứ nhất thì mình sẽ sử dụng bất đẳng thức Bunyakovsky. Bất đẳng thức đó được phát biểu như sau, đó là cho bốn số ABCD thì lúc nào ta cũng sẽ có là AB cộng cho CD luôn luôn nhỏ bằng là căn của A bình cộng C bình tất cả nhân cho B bình cộng cho D bình. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái bất đẳng thức này để áp dụng cho cái bài toán. Cụ thể ở đây là biểu thức P sẽ bằng là modulo Z1 cộng cho modulo Z2. Trước khi áp dụng bất đẳng thức thì mình sẽ phải thêm bớt một lượng như sau. Ở hệ số modulo Z2 thì chúng ta sẽ thêm bớt là căn 2 trên 2 nhân cho căn 2. Áp dụng Bunyakovsky thì chúng ta sẽ đưa được về là biểu thức P sẽ nhọn bằng là căn của 1 cộng cho căn 2 trên 2 tất cả bình phương. Tất cả nhân cho modulo Z1 bình phương cộng cho 2 lần modulo Z2 bình phương. Hay là bằng là căn của 1 cộng 1 phần 2 nhân cho 11. Hay là bằng là căn 33 trên 2. Và chúng ta đã kết thúc được bài toán này. Cách thứ hai thì mình sẽ sử dụng phương pháp lượng giác hóa. Trước khi sử dụng phương pháp lượng giác hóa thì mình sẽ biến đổi một tí xíu ở cái đẳng thức. Modulo của Z1 bình phương cộng 2 lần modulo Z2 bình phương bằng 11. Mình sẽ biến đổi một tí xíu ở cái đẳng thức. Mình sẽ chia hai vế cho 11. Ta sẽ có được là Z1 bình trên 11 cộng cho Z2 bình trên cho 11 phần 2 và bằng 1.
Hay nói cách khác là chúng ta sẽ có được là mô đun Z1 trên căn 11 tất cả bình cộng cho mô đun Z2 chia cho căn của 11 phần 2 tất cả bình thì bằng là 1. Đến đây thì chúng ta sẽ đặt cái mô đun của Z1 trên căn 11 là bằng sin x, và mô đun của Z2 trên cho căn của 11 phần 2 nó là cos x. Như vậy lúc này chúng ta tương đương được là mô đun Z1 thì chính là bằng căn 11 nhân sin x, còn mô đun Z2 chính là bằng căn 11 phần 2 nhân cho cos x. Và chúng ta chỉ việc thay vào biểu thức P. Biểu thức P lúc này sẽ bằng là căn 11 sin x cộng cho căn 11 phần 2 của cos x. Rồi rõ ràng cái dạng A sin x cộng B cos x thì luôn luôn nhọn bằng là căn của A bình cộng B bình. Chúng ta có thể áp dụng cái bất tận thức lượng giác cơ bản này cho cái bài tập. Như vậy, dựa vào cái bất đẳng thức mà mình mới cung cấp cho các bạn thì chúng ta sẽ có được biểu thức P sẽ luôn luôn nhọn bằng căn của 11 cộng cho 11 phần 2 hay là bằng căn 33 phần 2, và mình kết thúc cái cách 2 này ở đây. Tiếp đến là với cái cách số 3 là mình sẽ sử dụng phương pháp hàm số. Thì bắt đầu từ biểu thức P là bằng Z1 cộng Z2 thì mình sẽ rút cái mô đun Z2 ra, chính là bằng là P trừ cho Z1. Lúc này chúng ta sẽ thay vào cái đẳng thức, đó là mô đun của Z1 bình phương cộng 2 lần mô đun Z2 bình phương bằng 11. Trong đó mô đun Z2 thì chính là bằng là P trừ cho mô đun Z1 như mình đã phân tích ban đầu. Ta sẽ có được là Z1 bình phương cộng cho 2 nhân cho P trừ mô đun Z1 tất cả bình phương trừ cho 11 bằng 0. Và chúng ta đưa về một cái phương trình bậc 2 theo P như sau. Mô đun Z1 bình phương cộng cho 2 nhân cho P bình trừ 2P nhân mô đun Z1 cộng cho mô đun Z1 bình phương trừ cho 11 bằng 0, tương đương 3 mô đun Z1 bình phương trừ cho 4P mô đun Z1 cộng cho 2P bình phương trừ 11 bằng 0. Và rõ ràng để tồn tại P thì phương trình này nó bắt buộc nó phải có nghiệm, hay nói cách khác là cái delta phẩy của cái phương trình này nó sẽ phải lớn bằng 0. Lúc này mình sẽ đi tính delta phẩy. Delta phẩy bằng 4P bình trừ cho 3 nhân tất cả nhân cho 2P bình trừ 11 lớn bằng 0, tương đương đó là trừ 3P bình cộng 33 lớn bằng 0, tương đương P bình phương nhọn bằng 33 phần 2, hay tương đương P nhọn bằng là căn 33 phần 2. Đấy, như vậy thì mình đã chia sẻ cho các bạn 3 cái cách ngắn gọn để giúp cho chúng ta giải quyết cái bài toán này một cách dễ dàng. Tuy nhiên thì trong một số bài toán người ta có thể thay đổi một số cái dữ kiện. Tùy vào cái dữ kiện mà người ta thay đổi thì bạn chọn cho mình cái cách làm phù hợp nhé. Như vậy trong quá trình mình giảng bài toán này thì nếu bạn chưa hiểu chỗ nào, đừng ngại để lại vài dòng bình luận bên dưới cho mình được biết. Mình kết thúc cái video này tại đây. Nếu bạn thấy bài giảng này hay, đừng tiếc để lại cho mình một nút like ngay nha. Đồng thời lần đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại UMAT TV. Mến chào và chúc các bạn ngày học tập thật vui và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục hỏi đáp nhanh tiếp theo.